các đồng chí lãnh đạo và nhân dân tôn trọng, tu sửa tấm lá của mình, dâng hoa trà quả thực quốc tinh bái lạy Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân. Cầu mong ngài phù hộ độ trì cho dân đất nước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Thay mặt ban tổ chức lễ hội, xin kính chúc các cụ, các đồng chí lãnh đạo và nhân dân quan trọng luôn luôn mạnh khỏe và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mùa lễ hội năm 2018. Thank you.
Quá đi. Chúng con xin cung kính
kính thưa ban tổ chức, thôn Bình Hà, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, lên trước quốc tổ chức quốc mẫu giáng sinh. Tế chú không cháy Hãy subscribe cho
Mắt là đi kia ra đây. Mắt để ra. Lòng tôi yêu mãi bình đà,
con kính thăm đình thờ Đức Quốc Tổ lạc lòng quân, thăm giếng chùa cả ơi bánh trôi reo, đàn con từ khơi xa nhớ về linh khí thiêng. Đình ngoại làng tôi kề bên phố, bình đà cổ xưa rộn tiếng pháo, trúc xanh theo quân vương, thánh linh làng yêu dân, quả cà phật ban hoa riêng ấm vơi đầy. Quê hương bình minh đón bác vươn lên dạng người vinh quang, kia bao gái trai cùng yêu ý thơ, để hoa muộn bay rơi đầy vai áo. Quê hương bình minh no ấm thương nhau nụ cười trên môi, đường vui quách chùa đường xanh bốn thôn chẳng thương chợ sang. Lòng tôi yêu mãi bình đà, lòng tôi yêu mãi bình minh đất anh hùng. Trong đồng khai nước non bình đà bình minh làng tôi đó, rượu dành tràn ly say lòng đi sĩ, non em nghiêng hương sen, bước chân ai trong mưa, để mùa xuân nay đã xứng danh anh. Quê hương bình minh đón bác vươn lên dạng người vinh quang, kìa bao gái trai cùng yêu ý thơ, để hoa muộn bay rơi đầy vai áo. Quê hương bình minh no ấm thương nhau nụ cười trên môi, đường vui quách chùa đường xanh bốn thôn chẳng thương chợ xa. Lòng tôi yêu bình đà, lòng tôi yêu mãi bình minh anh hùng. Lòng tôi yêu mãi bình đà, lòng tôi yêu muộn bay rơi đầy vai áo.
quê hương bình minh no ấm, thương nhau nụ cười trên môi, đường vui quách chùa, đường xanh bốn thôn chẳng thương chợ sang. Lòng tôi yêu mãi Bình Đà, lòng tôi yêu mãi bình minh đất anh hùng. Trong đồng khai nước non Bình Đà bình minh làng tôi đó, rượu dành tràn ly say lòng thi sĩ, non em nghiêng hương sen, bước chân ai trong mưa, để mùa xuân nay đã xứng danh anh hùng. Quê hương gái trai cùng yêu ý thơ, để hoa muôn bay rơi đầy vai áo. Quê hương bình minh no ấm, thương nhau nụ cười trên môi, đường vui quách chùa, đường xanh bốn thôn chẳng thương chợ xa. Lòng tôi yêu mãi Bình Đà, lòng tôi yêu mãi
trời nhan vẽ sân một núi trầu sớm rằng đã biết ta gió băng dáng đường hát hay dáng đường đèn lá đường áo cứu thân vừng thân mỏ quà vừng hát ra người ơi người giờ từng về mà chắc yêu ánh mắt gặp mình để người xưa nhớ người từng thế này.
mọi chân mình đã nhiệt liệt chào đón đoàn rước kiệu từ đền ngoài vào đền nội ngày hôm nay. Kính thưa các cụ cùng toàn thể nhân dân, hôm nay ngày 5 tháng 3 năm Mậu Tuất, năm mùa xuân 2018, lễ hội Bình Đà, lễ hội Phi Vật Thể cấp quốc gia đang tưng bừng cờ hoa tiến triều từ ngoài vào đền nội. Buổi sáng hôm nay ngày 5 tháng 3 năm Mậu Tuất, quốc tổ Lạc Long Quân trở về đền ngoài. Buổi chiều ngày nay, quốc tổ Lạc Long Quân cùng đại quân Ly Lan trở về đền nội để dự lễ chào. Tam tổ quốc hội nhiệt liệt chào đón các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân và khách thập phương đã đến chiều từ đền ngoài về đền nội. Buổi chiều ngày hôm nay, còn vị quý nhân được cảnh ngồi thờ xuân, còn vị quý nhân được cảnh ngồi quê nhà giấu đi và dằm trời ô núi chẳng thể nào quên đất Bảo Đà. Xin quan tay trên đất Bảo Đà dưới trời thủ đô Hà Nội, vượt lông về hồi nước phường giao phi mảnh đất thần kỳ mạch nguồn thiên thứ. Hôm nay các cụ các đồng chí lãnh đạo đảng ủy hội đồng nhân dân từ ban nhân dân từ ban mặt trận tổ quốc xã Bình Minh cùng các ban ngành đoàn thể nhân dân xã Bình Minh đang về từ Tam Nhiên hiến triều từ bên ngoài vào đền nội. Trong khí thế mừng đảng mừng xuân mừng lễ hội, chúng con cầu chúc quốc tổ Lạc Long Quân và đại quân Linh Nam phù hộ đồ trì cho quê hương đất nước mưa thuận gió hòa mùa màng tươi tốt. Nam tổ chức lễ hội nhiệt liệt chào đón đoàn rước kiệu từ bên ngoài vào đền nội buổi chiều ngày hôm nay. Hôm nay ngày 5 tháng 3 năm Mậu Tuất, năm mùa xuân 2018. 2018 mùa xuân đã và đang về trên quê hương đất nước long lanh, trong ánh mắt mẹ già. Mùa xuân về, các cụ, các đồng chí lãnh đạo, đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã Bình Minh cùng các ban ngành, đoàn thể, nhân dân xã Bình Minh tổ chức một lễ hội Phi Vật Thể cấp quốc gia đang dần dần thành công rực rỡ. Thay mặt ban tổ chức lễ hội, xin kính chúc các cụ, các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể nhân dân và khách thập phương bày tỏ an khang hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Kính mời kiều của đền nội và kiều của đền ngoài tiến lễ tiến kiều vào trong quê hương. Trong khí thế mừng đảng, mừng xuân, mừng lễ hội Phi Vật Thể cấp quốc gia của làng Bình Đà ngày hôm nay, kiều của các cụ từ bên ngoài về trong đền nội đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, đảm bảo cho mùa lễ hội thật trang trọng và có nếp sống văn hóa. Ban tổ chức lễ hội
xin chân thành cảm ơn các cụ, các đồng chí lãnh đạo, đảng ủy Bến Tre, và đồng đội. Thay mặt ban tổ chức lễ hội, xin chúc sức khỏe các cụ, các đồng chí lãnh đạo, cùng toàn thể nhân dân và các thập phương. Lễ hội mùa xuân tại Hồ Bình Đà, mạnh khỏe và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mùa xuân năm 2018. Tới quê tôi là con, đất trời vừa lên
yêu đào và nhân dân thôn Thượng luôn luôn mạnh khỏe, đoàn kết thật lòng và xây dựng quê hương Bình Minh mãi mãi là quê hương của quân lạc cháu hồng. Xin kính mời đoàn dân lễ đoàn cùng rước cờ tổ. Thank you.
Mạc tướng phu thì
chỉ đại đức gia cần cao cái thiên các ca chư trên hầu các cụ tổ tiên chữ tộc đồng lai phối hợp cáo đây vật vật liên quan đây những ngày đặc tế công đồng đặc tế quốc tổ như thành hai đến hôm nay đáng đặc khác những ngày tiến vào
Mình nó ấm thương nhau đủ như chim.